Thông báo về việc tổ chức dạy học trực tiếp đối với trẻ cấp giáo dục mầm non, học sinh cấp giáo dục tiểu học, căn cứ công văn số 283 ngày 24 tháng 1 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục, theo đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại tờ trình số 278 ngày 27 tháng 1 năm 2022 về việc cho học sinh cấp mầm non tiểu học trở lại trường học trực tiếp, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau. 1 cho phép trẻ cấp giáo dục mầm non học sinh cấp giáo dục tiểu học trên địa bàn tỉnh học tập trực tiếp kể từ ngày 14 tháng 2 năm 2022 theo đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo tại văn bản nêu trên. Truyền đối với cấp giáo dục mầm non học trực tiếp trên tinh thần tự nguyện của cha mẹ trẻ, người chăm sóc trẻ, giao ủy ban nhân dân các quyện, thị xã, thành phố tổ chức tuyên truyền, tập quấn xử lý tình huống xảy ra dịch trong quá trình tổ chức dạy học trực tiếp tại trường học cho giáo viên, học sinh, cha mẹ học sinh để tạo được sự đồng thuận cho trẻ mầm non đến trường đảm bảo an toàn. 2. Giao sở giáo dục và đào tạo chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các quyện, thị xã, thành phố và các sở ngành đơn vị liên quan, chỉ đạo hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh thực hiện công tác chuẩn bị đón trẻ và học sinh trở lại trường học tập trực tiếp, tổ chức học phụ huynh trẻ học sinh để triển khai các vấn đề cần lưu ý trong công tác phối hợp với nhà trường chăm sóc trẻ giáo dục trẻ, tập quấn cán bộ giáo viên nhân viên công tác phòng chống dịch covid-19 trong trường học, thời gian hoàn thành nhiệm vụ chậm nhất là ngày 12 tháng 2 năm 2022 triển khai các biện pháp phòng chống dịch covid-19 khi tổ chức cho học sinh học trực tiếp tại trường theo phương án đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt tại quyết định số 11945 ngày 25 tháng 11 năm 2021 và theo hướng dẫn của ngành y tế, tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho toàn thể học sinh và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của ngành tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch. Theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh và Quỹ ban Nhân dân tỉnh tổ chức dạy bù đảm bảo thực hiện các hoạt động dạy và giáo dục theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 3. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Long An, Đài Phát thanh và Truyền hình Long An tổ chức thông tin tuyên truyền, phổ biến chủ trương của tỉnh về việc cho học sinh đi học trực tiếp trở lại để người dân, phụ huynh và học sinh biết, tạo sự đồng thuận trong triển khai thực hiện. Theo nội dung trên, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các quận, thị xã, thành phố và các cơ quan đơn vị, tổ chức cá nhân có liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện.